Alo, alo. Xin chào mọi người. Mình là Kỳ Anh, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn cái dự án này nhé. Dự án này là con TCP này, con này thì cũng khá là đơn giản. Nó chỉ yêu cầu mình dán cái ấy thôi. Trước tiên là các bạn sẽ join Telegram nhé. Đăng ký trước, nói chung kiểu đăng ký trước ấy. Mọi người ấn vào đây. Các bạn join cái này cho mình. Vào đây thì mọi người ở copy lấy tên. Dán vào đây. Email. Tích vào đây. Ở đây là MetaMask nhé. Thì mọi người sẽ vào ví MetaMask của mình để copy lấy ví. Đây mọi người copy lại ví này. Dán vào đây. Ok chưa? Mọi người ấn vào sign up free. Đấy, ở đây thì như kiểu là nó là gọi là mỗi bạn sẽ nhận được 5 đô tương đương với khoảng 5 token của cái dự án ấy. Nó sẽ xếp hạng đấy mọi người ạ. Thì mọi người sẽ vào trong cái email để xác minh cái email của mình. Cái này thì tương đương với khoảng 5 TCP à. Đúng rồi, TCP nhé. Đấy, các bạn ấn vào đây, copy cái email. Đấy, con này chỉ cần làm thế thôi nhá. Nó kiểu đăng ký trước ấy. Phải đăng ký whitelist đấy mọi người nhá. Chưa có gì phải làm thêm cả. Rồi, coi như ok xong cái dự án này. Tiếp theo nữa là các bạn tắt đi thôi. Copy link giới thiệu bạn bè là được. Còn cái kèo này thì là kèo nhân phẩm nha các bạn nhé. Kèo này gọi là ai may mắn thì nhận được ấy. Nó sẽ có những cái pool của nó là khoảng 4.750 GDAO và tương đương với khoảng 8.500 đô la. Đấy, dự án này thì các bạn sẽ click vào đây. Nó sẽ làm ở trên glam.io. Đấy, khi các bạn click vào thì mình đã login glam rồi nhé các bạn nhé. Nếu bạn nào mà chưa có tài khoản Glam thì các bạn sẽ phải đăng ký, còn có rồi thì mọi người sẽ login vào thôi. Như dự án này thì nó sẽ có một giải nhất này cho một người, hai giải cho bốn người, giải 3 thì cho 10 người và giải 4 là sẽ dành cho 35 người. Đấy, nói chung đó là khoảng 50 giải nhé các bạn nhé. Thì yêu cầu nó sẽ phải các bạn sẽ phải làm hết cái nhiệm vụ của nó ở bên dưới này. Đấy, secret này thì các bạn sẽ vào trong Telegram của nó để xem. Cái này là chia sẻ bạn bè thì các bạn sẽ copy lấy link giới thiệu bạn bè. Còn mấy cái trên này thì nói chung là cái này lấy gì đây, feature email continue. À, cái này là cái gì vậy? Tự dưng hỏi tôi cái gì vậy? Hỏi Bitcoin này. Social the new. Hỏi lắm. Dán email vào. Mẹ, trả lời lung tung mọi người. Biết đéo gì đâu mà trả lời. Dán ví à? Dán ví vào nhé. Rồi. Cái này là sync up hả? Ground problem, click here.
Ôi trời ơi, lại bảo tôi phải sinh áp cái này nữa hả? Lại phải check email. Nghe xong mọi người sẽ đánh cái tên vào đây. Continue. Đấy, nó tích về là được. Cái này thì visit thôi. Nó yêu cầu visit thôi. Trời ơi, nó bắt trả lời nhiều thế này. Không biết trúng cái gì không mà làm đau hết cả đầu này. Bỏ qua đi mọi người. Flow red train cái thứ này. Lắm nhiệm vụ quá, làm đau hết cả đầu. Biết được cái kết gì không nữa. Bạn giờ điên. Tắt đi. Đéo làm nữa. Bỏ qua con này nhá các bạn nhá. Các bạn muốn làm thì làm, với mình thấy đau đầu lắm con này. Không biết có được gì không. Mấy giải này chưa chắc là đến lượt mình đâu. Tiếp theo con bên dưới thì là cũng là một cái con tào lao mía đao luôn. Con này thì cũng như kiểu là gọi là gì nhỉ? Số số mọi người ạ. Và đây thì mọi người pick một cái number này. Ở đây thì các bạn sẽ chọn ngẫu nhiên 6 số nhá. Bạn thích chọn chỗ nào thì chọn. Đấy, tùy các bạn nhé. Đấy, sau ấn next. Và đây thì các bạn sẽ dán cái chút chờ tên. Con này là mình ghét rồi đấy, bỏ luôn. Và đây chút chờ mọi người copy lại tên nhé. Nói chung là để bên dưới cho mọi người ai thích làm thì làm thôi, chứ còn đã ghét rồi là không làm nữa. Mọi người bỏ cái chỗ account đi. Bên này các bạn sẽ đánh email, các bạn ấn vào submit. Kiểu đánh số số xem có trúng cái gì không. Cái này các bạn sẽ follow nó ở trên Twitter, chia sẻ lên Twitter. 11 đây nữa là sẽ đau à, 11 giờ nữa là sẽ quay trúng thưởng. Đấy, các bạn giới thiệu bạn bè thì bạn của bạn trúng thưởng thì bạn cũng được. Cái này thì follow phát là được. Đây. Thông tin của nó đây. Đấy. Ok, link thì ở đây nha. Các bạn copy này link giới thiệu bạn bè của mình. Đấy, mình sẽ để link ở bên dưới cho mọi người ba cái dự án này. Nói chung ba dự án là ba dự án tào lao, ba dự án gọi là may mắn nhân phẩm đấy mọi người ạ. Này mới được gọi là nhân phẩm này, trúng được giải thì đúng là tiền trên trời rơi xuống. Ok, như thế là kết thúc ba cái dự án này. Link mình sẽ để bên dưới cho mọi người nhé, các bạn làm từ từ nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo.